Xin chào tất cả các bạn đến với lớp học online nhé. Lâu lắm rồi mình mới làm video để hướng dẫn các bạn đàn cover do một số bạn nhắn tin yêu cầu hỏi mình sao lâu rồi không có làm video hướng dẫn do công việc bận rộn quá, nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài cũng là hot, đang hot trong thời gian hiện nay, đó là bài Ngày mai người ta lấy chồng. Đó, mình đã ký âm sẵn bài này rồi, có sẵn hợp âm nè. Đó, bạn nào mà đã mua giáo trình của mình mà cần bài này thì có thể inbox riêng cho mình, thì mình sẽ gửi tặng cái bản này để các bạn tập theo cái video hướng dẫn nhé. Rồi, còn bạn nào mà chưa mua sách thì cũng có thể tham khảo mua cuốn giáo trình học cover đó. Rồi bây giờ mình vô bài ha. Bài này ca sĩ hát là ở dòng si thứ các bạn ha. Si thứ thì sẽ có hai dấu thăng là pha thăng và đô thăng, nhưng mà mình đã dịch dòng về la thứ, dòng dễ để các bạn dễ tập hơn nhé. Những bạn mới học các bạn cũng có thể tập được ha. Chỉ cần chịu khó thôi ha. Cứ từ từ thì các bạn sẽ tập được thôi ha. Rồi trước khi vô bài thì các bạn phải đàn qua câu intro trước. Mình sẽ đàn các bạn nghe thử câu intro nè. Intro các bạn ha. Thì trước khi tập bài gì thì các bạn cũng cố gắng tập cho mình được câu intro ha, để tạo cho mình cái hứng thú đó ha. Mình không có tập tràn lan các bạn ha, cứ chia từng phần tập cho mình. Đó thì sẽ giúp các bạn tập bài nó trôi chảy hơn, mượt mà hơn ha. Nó không có bị nản giữa chừng đó ha. Mình tập miên man quá thì mình dễ bị nản nhá. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô tay phải tập cho mình nè. Mấy chỗ mà cao độ mình không đọc đúng, mình nói chung là mình chỉ đọc tên nốt thôi các bạn ha. Đọc nhiều khi cao độ nốt cao, đọc nhiều nó mệt ha. Mình sẽ đọc tên nốt nha. La si do 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 si do si la son la. Rồi các bạn rải rề pha thăng la. Đó, tiếp. La si do 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 si do si la si son. 2 3 nghỉ. Son la si 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 la do si la son son fa son la fa fa son la la si do re si. 2 3 4. Đó, như vậy các bạn đã xong được câu intro ha, tay phải. Rồi bây giờ mà tay trái ha, bài này đàn vòng hợp âm nè. La thứ là đô mi. Rồi rê trưởng, rê pha thăng la. Đó, rồi mi thứ, mi son si. Rồi câu intro này thì có son thứ nữa ha, son si giáng rê. Rồi si 7 bát rê thì các bạn đàn là rê, rê trước. Si 7 là si rê thăng pha thăng la. Đó, khi mà các bạn đàn có chữ bát rê thăng thì các bạn đàn rê trước. Đó vậy ha. Rồi mi sus, mi sus hay còn gọi là mi sus 4 các bạn nhé. Mi sus nè. Đó, mi sus về lại mi thì mình sẽ rải. Đó, khi mà kết hợp hai tay thì nó sẽ ra như vậy các bạn ha. Rồi bây giờ rải ra nè, la thứ. Thì để đàn một bài mà nghe nó có thứ tự ha, lúc thì êm dịu, lúc thì lên cao trào á, thì các bạn sẽ đàn theo các mẫu tay trái, nó đơn giản thôi ha. Ví dụ mới bắt đầu vô thì các bạn đơn giản, các bạn chỉ nhấn 1-3 hoặc 1-5 của hợp âm đó ha. Đây là cấu tạo âm này, là đô mi. Hoặc các bạn nhấn đầy đủ cả 3 nốt. Đó, nhiều cách để mình nhấn các bạn ha. Thì đơn giản hoặc là 1-5 nè. Đó. La si do 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 si do si la son la. Rải. Đó, vậy ha. Rồi, tiếp tục qua ô tiếp theo. La si do 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 si do
si la si son hai ba nghỉ son la si đó. Son thứ thì các bạn nhấn son và si giáng hoặc nhấn cả ba nốt son si giáng re đó. Son la si la đô si la son son fa son la fa fa son la la si đô re si đó, rải ra mi si mi la son. Đó là như vậy, đã xong được câu intro các bạn ha. Về các mẫu rải theo hợp âm ha, mình dành 30 giây cho nhà quảng cáo nhé. Các bạn đăng ký mua cuốn giáo trình 30 ngày tự học piano cover solo và điểm hát nè. Cuốn này thì dành cho những bạn mà đã học xong cuốn method ro đó, hoặc những bạn đã học có cơ bản nhưng mà chưa biết hợp âm, thì các bạn có thể học quyển này để bắt đầu học hợp âm và các mẫu rải theo cách đàn để các bạn cover một bài mà nó không có sẵn khóa pha đó. Rồi là để các bạn kết hợp có các mẫu rải nè. Đây là hợp âm, hợp âm thông dụng các bạn hay gặp, cấu tạo hợp âm đó. Và sau đó là các mẫu rải nè, các thế bấm đảo hợp âm nè, đó các bạn thấy rõ trong sách ha. Đó, các thế bấm đảo hợp âm đó, và các mẫu rải tay trái từ cơ bản tới nâng cao đó. Trong này có ví dụ luôn, ví dụ thực hành để các bạn áp dụng các mẫu rải nè, cũng dễ hiểu thôi các bạn ha. Các bạn có cơ bản rồi thì các bạn sẽ biết cách thực hành trong này, và các tác phẩm thực hành luôn có soạn sẵn khóa pha và khóa son, và một bài thì nó chỉ có khóa son không, để các bạn từ đàn theo các mẫu cover, các mẫu rải tay trái, và trong đó có các mẫu đềm hát luôn các bạn ha, đềm hát theo các điều luôn. Các bạn tập đềm cơ bản ha, thì trước khi để nâng cao thì các bạn phải đi qua cơ bản trước nhé, để các bạn hiểu cái nguyên tắc nguyên lý để mình đềm, để mình đàn cover đó. Thì các bạn mới thêm muối ha, thêm mắm vào sau ha, các bạn phải vững cơ bản đã. Rồi bây giờ các bạn sẽ vô phần phần lời nhé. Ai tìm ai trên phố vắng này, rồi các bạn tập tay phải nè. Son mi re mi mi do la do mi re son la son mi re mi do la do re mi 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 la son mi re mi mi do la do mi re la la la. Đó, đó là câu đầu tiên ha. Các bạn tập ở nhà cũng vậy ha, cố gắng tập cho mình thật tốt, tay phải nhá, tập đi tập lại thật nhiều, thật nhuần nhuyễn ha. Rồi các bạn nhìn vào bài la thứ, các bạn rải là cứ nhấn một quãng 8 cho mình đã ha, là mi la. Rồi qua câu 2 thì mình mới rải xa hơn đó, để tạo cái giai điệu ha, nó đi từ đơn giản cho tới phức tạp hơn. Nghe một bài hát nó sẽ dẫn mình đi như vậy, nghe đỡ nhàm chán ha. Rồi tiếp tục mi thứ bát son thì các bạn đàn son, son mi son. Rồi re thứ bảy thì các bạn nhấn là re la đô. Rồi son trưởng, son re son, cứ rải 1 5 8 cho mình nhé. Đó, đây là cái mẫu rải phổ biến nhất nha các bạn ha. Rồi tiếp tục là đô trưởng, đô son đô, la thứ lại là mi la. Rồi mi thứ bát son tiếp, bảy re la đô son trưởng, son re son, rồi rải la, la thứ rải ha. Khi mỗi khi kết câu thì các bạn rải là mi la si đô đó. Đây là cách rải cũng hay áp dụng ha, các bạn cứ tập quen theo tình trường thì từ từ các bạn sẽ đàn được thôi ha. Rồi bây giờ ghép nè, đô đô la đô re mi 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 la son mi re mi mi đô la đô, đổi lại đô la đô mi re son la son mi re mi đô la đô re mi 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 la
xong được câu đầu tiên các bạn ha. Ở nhà các bạn cũng tập như vậy nhé, tập đi tập lại, không được thì các bạn tập lại nhé. Rồi bây giờ qua câu số 2, có phải đêm qua thức trắng ha. Rồi cái giai điệu khá là giống của câu 1 các bạn nhé, nên mình sẽ đàn ha. Chỗ nào mà khác thì mình sẽ đàn lại. Có phải đêm qua thức trắng. Rồi tiếp tục. Đô là đô, rê mi mi, mi la son mi rê mi mi. Đô là đô mi rê, đô rê la. Đó, nó khác chỗ này. Đô rê la, đó, rê, đô rê la son mi rê mi. Rồi tiếp tục khác cái chỗ là kịp sáng mang đến làm qua cô dâu rồi tay phải. Mi la son la la đô rê rê. Đó, chỗ này đảo phát nhiều các bạn ha. Đàn lại nè. Mi la son la la đô rê rê. Rê son 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 son. Rê mi rê đô. Đô la đô. Son mi son si la hai ba. Rồi, ghép chỗ đó vô ha. Mi la son la la đô rê rê. Đó. Rồi chỗ này đạo phát các bạn ghép lại nè. Do cái tay trái chỗ này nó bị trùng cả tay phải nên các bạn có thể nhấn đơn giản là nhấn hai nốt 1 5 rồi. Mi la son la la đô rê rê. Rê son 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 son. Rê mi rê đô. Đô la đô. Đô la đô la đô. Son mi son si la. Đó, như vậy là xong được câu số 2 các bạn ha. Rồi, cái chỗ mà nên chọn ngăn nỗi đau ha. Các bạn có thể thay la thứ bằng la sất, nó đàn cũng nghe hay nè. Nè, mình rải nè. Son mi son si la. Đó. Có hai cách ha, một là các bạn đàn la thứ, các bạn sử dụng la sất về la. Đó, hai cách ha, các bạn đặt cách nào cũng được. Rồi bây giờ sẽ vô phần điệp khúc. La si đô 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 si la son la 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 si son mi son la 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 son la son mi re mi son son mi re. La si đô 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 si đô rê mi rê si la si la la si đô rê si son la hai ba nhịp. La si đô 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 si la son la la si la son mi son la son la son la son mi rê mi mi son mi rê. La si đô 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 si đô rê mi rê si la si mi fa đô si si la. Đó, điệp khúc rất dễ đàn các bạn ha. Rồi tay trái rồi đi theo phòng hợp âm như sau. La thứ các bạn rải nè. Rồi qua phần điệp khúc thì các bạn rải cao trào một chút thì các bạn rải 1, 5, 8, 10 nha. Bây giờ nè. Đó. La, mi, đô, mi, la, mi. Đó. Những cái mẫu rải này đều có trong giáo trình từ học cover nha các bạn ha. Trong này để đàn các mẫu đềm ballad đó, nó có tới 14 mẫu rải tay trái ha. Thì các bạn tập để các bạn áp dụng ha. Nó nhiều phong phú lắm ha. Các bạn ha. Nhiều cách rải từ đơn giản cho tới phức tạp ha. Rồi tiếp theo là mi thứ cho đến mi thứ bát son thì các bạn rải son trước. Đó, rồi rê trưởng rê thứ các bạn rải rê la rê son trưởng son rê son. Đó, nếu mà hai hợp âm trong một ố nhịp thì các bạn cứ rải 1 5 8 cho mình thôi nhé. Đó, rồi đô trưởng son đô rồi mi thứ bát si thì các bạn rải si nè si son si. À, chú ý ha, các thế cách đàn các thế đảo bát này là cũng có trong giáo trình luôn ha, nên các bạn xem kỹ ha, để các bạn ứng dụng cho thật tốt vào ha. Rồi bây giờ ghép các bạn ha. La si đô
La si do 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 do. Si la son la 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 si son. Mi son la 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 son la son mi re mi son son mi re. La si do 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 do. Si do re mi re si la si la la si do re si. La rất rải về la à, lúc nãy phần trước mình hướng dẫn một lần rồi. Tiếp La si do 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 do. Si la son la la si la son. Mi son la son la son la. Son mi re mi mi son mi re. La si do si la. Chuẩn bị kết bài thì các bạn đàn nhẹ nhàng lại ha, các bạn không rải nữa, các bạn chỉ nhấn hợp âm thôi. Mi fa đô si si la. Đó, mình là người đàn thì mình cũng giống như là một người dẫn câu chuyện với các bạn ha. Đến lúc thì có cao trào, lúc thì nhẹ nhàng, thì các bạn đàn tay trái nó đơn giản lại ha. Đó, lúc cao trào thì các bạn đàn rải hơn. Đó, giống như để người nghe, người ta đang lắng nghe vậy đó ha. Dẫn người nghe vậy đó các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vô phần giang tấu. Giang tấu thì mình sẽ đàn qua câu giang tấu các bạn nghe nè. Câu giang tấu ha các bạn ha. Rồi, các bạn tập tay phải nè. Đô, đô, mi, rê, mi, đô. À quên, à la chứ. La, mi, rê, mi, la, mi, rê, mi. Đô, mi, rê, mi, đô. Si, đô, rê, mi, son, la. Mi, rê, mi, si. La, son, fa. Mi, 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 rê, mi. Mi, đô, si, mi, rê, mi. Mi do si mi son la. La si do re mi re mi. La re do re. Mi si ai la. Đó. Xong câu giang tấu thì các bạn sẽ quay về lại ha. Như ngay chỗ mà có dấu hồi tống đó ha. Có phải đêm qua thức trắng, hoặc các bạn đàn lại từ phần ai tìm ma trên phố vắng cũng được ha. Miễn sao các bạn đàn đúng cái lời của nó ha. Đàn đại từ đầu thì nó dài hơn một xíu ha. Rồi ghép ha. Và phần này các bạn cứ 1, 5, 8, 10 như vậy ha. La, mi, re, mi, la. Mi, re, mi, đô. Mi, re, mi, đô. Si, đô, re, mi, son, la. Mi, re, mi, si. La, son, fa. Mi, 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 re, mi. Mi, đô, si, mi, re, mi. Rồi các bạn đàn lại từ đầu ha. Đàn lại từ đầu cho tới chỗ ngày mai người ta lấy chồng thì các bạn rải hợp âm kết. À, đàn lại thì các bạn tự đàn nhé. Rồi mình sẽ chỉ các bạn rải hợp âm kết. Khi mà lấy chồng thì các bạn không đàn la sất. Đàn la sất về la cũng được ha. Đó, như vậy cũng kết bài được rồi các bạn ha. Hoặc các bạn rải hợp âm la. La thứ S9. La thứ S9. Đó, E thêm... khoảng 9
Rồi bây giờ mình sẽ rải la thứ hạt chín nha các bạn nghe. À rồi. Rồi ta la 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 lấy trong si la. Rải ra. Đó, hoặc các bạn nhấn bass thấp một chút. Nhớ ha, la mi si đô mi si. Rồi rải. Đó. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong cover bài Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng ha. Rồi các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tập hướng dẫn tiếp theo.